Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì chúng ta đang bước vào những ngày hè oi bức với nhiệt độ bên ngoài khoảng tầm 38 độ C. Khí hậu môi trường của chúng ta ngày càng khắc nghiệt hơn, ô nhiễm môi trường nhiều hơn. Thì làm thế nào để chúng ta có thể chiến đấu lại với những ngày hè oi bức như thế này? Đầu tiên, Vân Trai xin được giới thiệu vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là chuyên gia Daisy Dung, Giám đốc chuyên môn Murash Việt Nam. Xin chào chị ạ. Chào Vân Trang, chào khán giả của chương trình Bác sĩ của mọi nhà. Và vị khách mời đặc biệt thứ hai đó chính là tiến sĩ bác sĩ Lê Văn Nhân, nguyên phó giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào MC Vân Trang và xin chào người đẹp Daisy Dung và xin chào quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ của mọi nhà. Bác sĩ cho Vân Trang hỏi là hiện tại thì chúng ta đang ở vào những cái ngày hè, thì thường hè là người ta hay hình dung tới bệnh tật hơi bị nhiều nè, rồi những cái vấn đề về bệnh về da cũng khá là nhiều nữa, đúng không bác sĩ? Thực chất mùa hè nó mang lại nhiều cái lợi ích lắm. Ánh nắng lúc nào cũng chói chang, đúng không nào? Trời lúc nào cũng đẹp, và như vậy chúng ta có tận dụng này đi vui chơi, đi du lịch rất là thoải mái và sung sướng. Vậy thì những bất lợi đó là gì? Đầu tiên là mình thấy rằng là khi mùa hè với nhiệt độ nóng như vậy thì rõ ràng là chúng ta rất dễ bị những cái bệnh lý về đường hô hấp. Ngoài ra thì chúng ta có thể bị những cái bệnh lý về do côn trùng. Đó là cái mùa mà sinh sôi nảy nở các loại côn trùng. Ví dụ như ruồi, rồi muỗi, rồi gián, rồi chuột vân vân. Cái thứ ba nữa, cũng mùa hè do nhiệt độ cao như vậy, do đó hầu như là các bé bị những cái bệnh lý mà nó liên quan đến nhiệt độ cao. Ví dụ các bé rất dễ bị sốt nè, dễ bị cảm cúm vân vân. Và đặc biệt là mùa hè mà trong ánh nắng thì chúng ta biết rồi, nó có những cái tia cực tím, nó ảnh hưởng đến, nó phá hoại làn da của chúng ta rất là mạnh. Và đặc biệt là trong những cái tia cực tím đó thì các loại tia đều có thể gây hại cho da cả. Ví dụ như UVB cũng gây hại, UVA cũng gây hại, đúng không nào? Vậy thì những cái bệnh lý về da rõ ràng xuất hiện cũng khá là nhiều trong cái mùa hè. Ví dụ như các bệnh về gây nám da này, các bệnh gây khô da này, các bệnh gây ảnh hưởng đến cái làn da chúng ta. Rồi ví dụ có thể gây mụn ở trên da, rồi một số cái dụ trạng thái dụ viêm da chẳng hạn. Có nghĩa là ngày hè nắng nóng, bây giờ kèm theo cái nhiệt độ môi trường của mình tăng cao nè, rồi ô nhiễm môi trường nữa, thì với cái làn da mỏng manh của mình như thế này thì không biết là khi mà mình đi ra ngoài đường thì mình cần phải có cái sự bảo vệ như thế nào? Khi mà hè sắp đến, ví dụ ở thời điểm tháng 3, tháng 4, đó là thời điểm mà các bạn phải nên ý thức làm sao để tăng cái sức miễn dịch tự nhiên của cơ thể và làn da lên tốt nhất. Chắc chắn một điều cần phải làm đó là trong suốt thời gian đi chơi hè với con, với gia đình hoặc với cơ quan bạn bè thì luôn phải có một chế độ chăm sóc và bảo vệ tối đa nhất cho làn da, cơ thể và sức khỏe bình thường hàng ngày. Sau khi mình đi chơi xong về rồi, chắc chắn là sẽ có những cái tổn hại nhất định. Ví dụ cháy nắng, ví dụ sạm da, ví dụ khô da hơn. Chẳng những khô da mặt không đâu, khô hết da cả người. Bởi vì sao? Đi chơi mãi mê quên uống nước. Vậy những cái tác hại rất nhỏ và bình thường bên ngoài nhưng có thể ảnh hưởng đến cái nội tiết bên trong, ảnh hưởng đến cái cơ thể, cái cơ chế sức khỏe bình thường của cơ thể. Và những cái điều đó nó có thể nhiều hơn nữa, rồi nó sẽ gây ra thêm nhiều vấn đề phức tạp khác nữa. Như vậy thì dù ở thời điểm nào, ý thức bảo vệ trước khi hè về, trong khi hè về và sau khi hè về luôn phải được đầy đủ. Vân Trang thấy nắng thì nóng, không phải ai cũng có điều kiện để có ô tô để đi ra ngoài. Thế là mình ra đường là thấy mẹ hoặc là bố hay là đèo mấy cái bé nhỏ đi trên xe mà cũng không có che chắn nhiều. Không biết là cái ánh nắng nó sẽ có tác hại trực tiếp như thế nào đối với các bé nhỏ ạ? Mình nhận thấy ở cơ thể trẻ em á, thì các em đang lớn lên thì rõ ràng cái làn da nó còn mỏng manh lắm. Nó chưa đủ sức để nó bảo vệ cơ thể các em. Kể cả những cái sắc tố bên trong da là melanin á, nó cũng sản sinh một cách chưa đầy đủ nữa. Và như vậy thì dưới ánh nắng như nhau như vậy thì người lớn sẽ được bảo vệ tốt hơn bởi cái làn da của họ nó phát triển rồi. Điều đầu tiên á, là mình thấy rằng kể cả người lớn lẫn trẻ con khi ra đường đó mà gặp ánh nắng chói chang á, thì sao ạ? Là chúng ta phải che chắn đi. Một chiều rất là đơn giản. Một cái điều thứ hai nữa là chúng ta biết rằng là chúng ta phải bảo vệ bằng thêm những cái phương pháp từ bên ngoài. Ví dụ khi các bé lớn rồi, ví dụ ở lứa tuổi cấp 2, cấp 3, kể cả cấp 1, mình vẫn có thể dùng một số cái loại kem chống nắng chẳng hạn, có thể xài tùy theo cái ánh nắng mà mình. Tuy nhiên mình biết rằng là sự bảo vệ làn da nó còn từ bên trong nữa. Mà sự bảo vệ từ bên trong thì nó chiếm đến 80% cơ. Vậy nhớ là cung cấp cho nước cho các bé một cách đầy đủ. Song song vì cung cấp nước như vậy đó, mình phải cung cấp đầy đủ vitamin và khoáng chất. Thì song song quá trình đó đó, chúng ta có thể bổ sung những cái viên chống nắng, ví dụ như là viên chống nắng nội sinh chẳng hạn. Thì với cái viên chống nắng nội sinh như vậy thì bên trong cái viên chống nắng này á, thì ngoài những cái vitamin này, ngoài những cái khoáng chất cần thiết, thì viên chống nắng nội sinh này còn bổ sung những cái thành phần rất là quý giá. Ví dụ như là nó chống oxy hóa,
Ví dụ có thể nó cung cấp thêm một số cái chất để làm bổ sung cái làn da của mình, ví dụ như collagen chẳng hạn. Và lúc nãy thì Vân Trang có nghe nói là viên uống chống nắng nội sinh, thì Vân Trang muốn hiểu rõ hơn về cái viên uống chống nắng nội sinh này, cũng như là trong ngày hè thì không biết là chị Daisy Dung có những cái chia sẻ nào, có những cái cách nào để giúp cho quý vị khán giả có một cái sức khỏe thật là tốt. Đây là một cái loại viên được chiết xuất 100% từ cái hạt lựu. Bên trong cái hạt lựu đó được nghiên cứu là nó có chứa cái chất gọi là Punica Granatum. Đây là một cái loại vitamin C duy nhất có khả năng triệt hẳn gốc tự do. Khi mà gốc tự do đã đi vào bên trong tế bào luôn, có khả năng chống được cả UVA và UVB luôn. Và đồng thời nè, nó còn ngăn ngừa hình thành melanin nữa. Mà ngăn ngừa hình thành melanin có nghĩa là ngăn ngừa hình thành nám đó. Yeah. Rồi ức chế tyrosin nữa. Mà ức chế tyrosin có nghĩa là ức chế cái quá trình hình thành nám. Yeah. Cho nên là lợi rất là nhiều. Và có thêm một cái điểm đặc biệt, đó là trẻ con 6 tuổi đã có thể uống được rồi. Chuẩn bị đối đầu với ngày hè thì chúng ta phải chuẩn bị một cái sức khỏe trước đó cũng khoảng 1-2 tháng đúng không chị? Xong rồi sau đó là chiến đấu hết mình với ngày hè, rồi sau đó là tàn dư còn lại. Lỡ như mà mình bỏ qua cái giai đoạn đầu, bây giờ tới ngày hè rồi mình mới bắt đầu lâm ly bi đát với nó, sau ngày hè là chúng ta người ta mệt nhòi hết rồi, thì có cái cách nào để chúng ta có thể khôi phục lại cái sức khỏe của mình sau những ngày hè hay không ạ? Khi mình đi chơi về mà cơ thể mình nó bị một cái vấn đề gì trục trặc á, là mình phải chỉnh đốn lại ngay. Ví dụ như khi mình bị rối loạn tiêu hóa là phải chỉnh đốn liền để cho nó không bị rối loạn tiêu hóa nữa. Và đặc biệt là chúng ta nên chăm sóc từ bên trong, tức là chúng ta phải nhanh chóng bổ sung lại những cái gì mà cơ thể chúng ta bị mất trong quá trình mà chúng ta đi chơi. Ví dụ như là chúng ta phải bổ sung lại những cái vitamin và khoáng chất, là bởi vì chắc chắn là trong quá trình các bạn đi chơi đó thì thông thường các bạn sẽ mất rất nhiều vitamin. À, không những mà chúng ta bị mất nhiều hơn mà chúng ta hầu như cung cấp cũng không đủ. Ví dụ bổ sung thật nhiều những cái vitamin nhóm B, rồi vitamin tăng cường miễn dịch, ví dụ vitamin C chẳng hạn, rồi những vitamin nó giúp cơ thể chúng ta chống oxy hóa. À, thì kể cả những cái viên uống bổ sung khác. Vậy với người lớn trưởng thành như mình thì ngay sau khi đi chơi về xong thì lập tức là phải bổ sung rất nhiều vitamin khoáng chất như bác sĩ Nhân vừa nói, và phải tăng cường lên lượng trái cây rau củ quả tối đa. Thì cái nhóm trái cây rau củ quả tươi nó lại cung cấp nhiều vitamin nhất. Và những cái vitamin bên trong thì nó lại có khả năng triệt gốc tự do rất là cao. Và thêm một cái điều đó nữa rất là quan trọng, đó là dù chúng ta có uống bao nhiêu nước đi chăng nữa thì cũng chưa chắc những lượng nước đó có thể vào đến tế bào, đặc biệt là tế bào da. Vậy nếu mỗi ngày bạn phục hồi bằng cách là cung cấp độ ẩm tới 400% thì làm sao héo được? Yeah. Đúng không ạ? Cho nên là luôn luôn có những cái phương pháp, luôn luôn có những sản phẩm, luôn luôn có công nghệ theo kịp một cách rất là khoa học để giúp chúng ta phục hồi. Và nhớ hai cái loại cần phải phục hồi đối với làn da, đó chính là giảm tác động cháy do ánh nắng, tăng lượng nước tối đa lên bên trong tế bào. Các bạn kiểm soát được hai vấn đề này, tôi chắc chắn mùa hè của các bạn sẽ rất tuyệt vời và luôn diễn ra trong một cái nhan sắc rạng rỡ. Và Vân Trang không biết là tuần này vị khán giả may mắn nào sẽ được chọn cái câu hỏi để nhờ hai vị khách mời của chúng ta trả lời đây. Để Vân Trang xem nha. Câu hỏi gửi về cho chương trình là như thế này. Xin chào chương trình Bác sĩ của mọi nhà. Tôi tên Đình Toàn, năm nay 37 tuổi. Hiện tôi sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Công việc của tôi là kỹ sư xây dựng. Tôi vừa có chuyến làm việc tại Nhật. Sau khi đi Nhật về thì tôi có ở lại thành phố Hồ Chí Minh một tuần, rồi sau đó trở về Hà Nội. Hiện tại thì da của tôi rất khô và bây giờ thì lại bong tróc, khó chịu. Xin hỏi chương trình là tôi đang bị gì? Tôi phải uống thuốc cũng như là điều trị như thế nào để có thể thoát khỏi được tình trạng này? Với cái dụng như anh mô tả đó thì làn da anh là bị khô và bị bong tróc, thì có thể rằng đó là do sự tác hại của cái ánh nắng, của môi trường. Ngoài ra nữa thì anh có thể nói rằng bong tróc thì có lẽ là đó là do sự dị ứng của làn da của anh đối với cái môi trường làm việc là kỹ sư xây dựng, mà nó ô nhiễm rồi nó bụi, ví dụ như là cát rồi xi măng rồi vân vân, và nó làm ảnh hưởng đến làn da của mình. Vậy điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là tốt nhất là anh phải xem lại cái làn da của mình coi nó có vấn đề gì tổn hại hơn nữa hay không. Cái thứ hai nữa đó là anh vẫn có thể đi đến những cái bác sĩ chuyên khoa về da liễu để xem lại làn da của mình nó tổn thương ở mức độ nào, ngoài khô thì nó khô ra sao này, rồi nó bong tróc ở những vị trí nào, bong tróc nhiều hay là ít, rồi có thể ảnh hưởng đến cái lớp sâu ở bên da bên trong hay không đấy. Rồi ngoài ra, ngoài cái việc khô này, bong tróc ra, thì làn da anh có những cái cảm giác, có những dị cảm nào nữa hay không,
Bởi vì người ta nhận thấy rằng là cái quan trọng là nếu làn da anh có những dị cảm kèm theo thì cái vấn đề về chăm sóc và điều trị cho làn da của anh thì đôi khi nó đòi hỏi một số cái vấn đề khó khăn hơn và phức tạp hơn đối với làn da của mình. Tôi gặp khá nhiều người, khá nhiều đối tượng. Hầu như các bạn nghĩ là thứ nhất mình là nam, mình làm những công việc của người nam bên ngoài thì hầu như không có bạn nào có một chế độ chăm sóc bảo vệ hàng ngày cả. Vậy thì hãy thay đổi và phải có một chế độ chăm sóc hiện nay hàng ngày. Ít nhất là phải có sữa rửa mặt dành cho cái da tiếp xúc nhiều với môi trường nè. Thứ hai nữa, dứt khoát bạn phải có cái sản phẩm chống nắng vô hình đó. Là bởi vì nếu bạn không bảo vệ thì bạn sẽ suy mòn nhiều thứ lắm, không chỉ là da đâu. Rồi tiếp theo nữa là vào ban đêm bạn sẽ cần có một hai loại sản phẩm đặc biệt phù hợp với da bạn để cải thiện ngay tình trạng hiện nay và đồng thời nâng cấp sức khỏe của da lên đến mức tối đa. Ngoài ra, bạn toàn vẫn có thể dùng viên chống nắng nội sinh như những bạn nhỏ hoặc như những phụ nữ như chúng tôi cũng được an toàn bạn nhé. Tăng khả năng miễn dịch lên cao nhất cho cơ thể và làn da, đồng thời giảm độ nhạy cảm xuống tối đa. Nó sẽ giúp ích cho da bạn rất là nhiều. Và sau này, trong những cái đợt công tác tiếp theo thì nó sẽ khó mà tổn thương được cái bề mặt da bên ngoài bạn Toàn ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị từ bác sĩ Lê Văn Nhân cũng như là chuyên gia Daisy Dung. Và Vân Trang cũng hy vọng là với những thông tin vừa rồi thì chúng ta sẽ chọn cho mình những cái phương pháp tốt nhất để chúng ta có thể chống chọi lại được với những ngày hè nắng nóng,